cô chú anh chị ạ. À, hôm nay mình sẽ review lại cái sản phẩm máy rửa xe 2803 của Boss. Thì vừa rồi thì mình có làm video rồi, hôm nay hàng về thì mình lại tiếp tục là test thử xem, và mình sẽ giới thiệu về máy rửa xe 2803 và hôm nay sẽ có những cái chương trình khuyến mại gì nhá. Rồi. Cò thì máy nó sẽ bắt đầu tự khởi động nhé. Mình nhả cò thì máy sẽ tự ngắt. Đặc biệt máy này có chế độ tự ngắt. Áp tối thiểu là 5 kg nhé. Áp tối thiểu là 5 kg, máy rất là êm, khỏe. Bây giờ thì mình xin mời cô chú anh chị cùng vào xem thử là máy sẽ có những phụ kiện gì, và máy hôm nay mình sẽ có những cái chương trình khuyến mại gì đặc biệt so với những cái chương trình vừa rồi. Đi sát vào đây em ơi.
Như vậy thì thưa với cô chú anh chị rằng là hôm trước là mình đã làm review cái sản phẩm máy rửa xe BOSS của Nhật. Thì sản phẩm này nó sẽ có là 2.800W và cái chương trình vừa rồi thì mình bán là hết rồi. Thì hôm nay thì mình lại về với một số lượng rất là nhiều. Và cái dòng máy rửa xe BOSS này thì mình sẽ review tiếp và mình sẽ có những chương trình khuyến mại tiếp dành cho tất cả cô chú anh chị khi mua hàng của bên máy sử dụng của mình. Thì trước tiên thì cô chú anh chị mà khi nhận máy thì sẽ có một cái hộp như thế này. Rồi đây thì mình sẽ giới thiệu lại, đây là máy rửa xe BOSS. Thì nó sẽ có cái model là BO2800, tức là 2800A. Và sử dụng là điện là 220V và nó có motor là 2800W và nó sử dụng từ 50 đến 153. Và nó có tiêu thụ là lực là 12 lít trên 1 phút và nó sử được như vậy là bảo hành lên đến là 6 tháng của hàng BOSS của Nhật này. Hôm nay mình sẽ khui máy và xem thử máy nó sẽ có những cái phụ kiện gì bao gồm và hôm nay mình sẽ tặng những gì. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ khui máy xem thử là máy BOSS 2800W sẽ có những cái phụ kiện gì đi kèm theo. Rồi, mình thấy rằng là máy sẽ có một cuộn dây, dây bố, dây xịn, chịu áp lực cao. Dây này có là 12m đi kèm. Kèm theo là một súng ruột. Súng này là súng ruột bằng kim loại, độ bền rất là cao, được bảo hành 1 năm. Kèm theo là một dây hút dài 2m, dây hút nước dài 2m. Kèm theo là một bình tạo bọt, bình tạo bọt tiếp. Kèm theo là một lọc rác. Và đặc biệt là có một phiếu bảo hành chính hãng của BOSS. Đây là bảo hành 1 năm. Bình thường á thì BOSS này á, chỉ bảo hành 6 tháng của hãng nhưng mà mình hỗ trợ là bảo hành 1 năm. Rồi. Và hôm nay đấy là cái máy rửa xe BOSS mà hồi nãy mình đã test rồi. Và mình thấy thì về cái màu mạ của cái máy rửa xe BOSS này á, 2008 này thì mình thấy nó rất là sắc sảo. Nhựa thì rất là nhựa xịn sò. Tay nắm, đây là công tắc. Đây là có chế độ chỉnh áp, trên này thì nó sẽ có đồng hồ hiển thị. Sau này nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt. Và sử dụng đầu vào là đầu bằng thao đồng, đầu ra là đầu bằng thao đồng. Và nó có đầu nén rất là lớn. Dưới này có một cái van chỉnh về cái van này để mình nó sẽ có cái khi mình sử dụng đèn nước nó sẽ ra ở đây và nó sẽ tạo cho mình một cái sự hút nước rất là nhanh. Đầu nén rất là lớn. Và được sử dụng là motor đồng 100%. Và ngoài này thì nó là bằng khung nhôm tản nhiệt thì nó sẽ mang lại cho cái độ bền và mang lại cho cái sử dụng là nó không có bị nóng máy so với những cái máy khác. Rồi. Rồi máy BOSS này được sản xuất theo công nghệ của Nhật và nó có là sử dụng bằng motor là motor từ. Và máy này thì nó sẽ có trọng lượng. Hôm nay mình sẽ cân thử xem. Hôm trước là mình cân trọng lượng của cái máy này nó lên đến là tầm khoảng gần 12 kg. Đây ạ. Nó là 11 kg 36, tức là nó gần 11 kg rưỡi ạ. Đó thì những cái máy mà về sử dụng gia đình như thế này thì mình thấy là nó rất là đảm bảo về cái chất lượng. Đặc biệt là máy có trọng lượng rất là nặng so với những cái máy bình thường ở trên thị trường. Máy ở trên thị trường những máy dây giá rẻ thì nó tầm được khoảng 8 kg đến 7 kg 18 kg. Riêng máy BOSS của Nhật này thì nó được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, cho nên là với cái motor là motor từ và chất lượng và đảm bảo là như vậy là 100%. Nếu mà cô chú anh chị mà phát hiện ra máy bên mình mà bán máy nhôm loại nhôm mà không đúng như quảng cáo thì mình sẽ đền bù là như vậy là gấp đôi cái số tiền mà cô chú anh chị đã bỏ ra để mà mua cái sản phẩm của máy rửa xe BOSS của bên mình. Thì phụ kiện bao gồm đi kèm như thế này. Đây là máy rửa xe của BOSS của Nhật 2800A. Thì nó sẽ có là phụ kiện như thế này. Và hôm nay trong cái chương trình hôm nay vừa rồi thì mình đã mua 5 tặng 1 và mình đã tặng thế này. Mình sẽ tặng thêm. Mình tặng thêm là một cái bộ dây dài 8m, hai đầu nối nhanh. Đây ạ. Một đầu nối dây, một đầu nối dây và kèm theo là một đầu nối súng dài 25cm. Và hôm nay á thì đấy là những cái món quà mà mình đã tặng cái video trước. Hôm nay mình có thay đổi một chút xíu. Nếu như mà bộ dây này nó dài 12m rồi thì cô chú anh chị cảm thấy là nó vừa với mình rồi. Mình không cần lấy dây nữa thì mình sẽ đổi sang là một phần quà, đó là một thùng đựng đồ ghề.
có nghĩa là 2 trong 1, có nghĩa là mình sẽ chọn, một là mình sẽ chọn lấy dây dài thêm 8m, hai là mình sẽ chọn một thùng đồ nghề. Thì như vậy là trong chương trình hôm nay mình có thay đổi một chút xíu, đó là sự lựa chọn cho tất cả cô chú anh chị, đó là có thể là lấy quà là đây là một cái dây 8m hoặc là lấy thùng, thì 2 trong 1 cô chú có thể là lựa chọn những cái phần quà của bên mình. Đó là cái phần quà mà mình dành tặng cho cô chú anh chị. Và ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị sử dụng một cái máy rửa xe 2800 của BOS này một cách rất là đơn giản. Thì khi mà cô chú anh chị khui máy ra thì nó sẽ có một cuộn dây dài 2m. Thì đây là dây đầu vào, mình sẽ gắn cái đầu lọc rác vào. Ok. Và đây nó sẽ có một cái đây là dây hút nước, nó làm bằng thao đồng, nó rất là chắc chắn. Đấy. Đây ạ, mình như cô chú thấy là cô chú ấn thế này nhẹ nhàng như thế này thì nó sẽ như thế này, nó lắc thì nó sẽ không có cái độ kín. Cho nên là cô chú ý là ấn mạnh vào giúp em nhá. Ok, khi nào nghe cái khực, ấn mạnh một phát nghe khực là ok. Còn dây này thì mình có thể là bỏ trực tiếp vào xô nước này. Đây, bỏ vào xô nước nhá. Rồi. Còn bên này là cuộn dây dài 12m. 12m thì mình đã tặng cho hai đầu nối nhanh. Hai đầu nối nhanh này nó sẽ có một cái tác dụng rất là lợi hại. Đấy là khi mà cô chú sử dụng hai đầu nối nhanh, một đầu vào súng, đây mình gắn vào đây. Đây ạ. Rất là nhẹ nhàng thôi. Đó, sử dụng hai đầu nối nhanh thì mình sử dụng nó không bị rối dây nhá. Đó, rồi. Cô chú ấn nhẹ thế này thôi. Đấy, ấn nhẹ thế này, lấy cái dây này ra. Đó. Và một đầu này cô chú bỏ vào đờ dây hút cho mình. Rồi. Đó. Đơn giản vậy thôi. Ấn vào đây. Nhấn nhẹ vào đây thôi nhá. Rồi, là xong một đầu. Đây là đầu dây ra. Mình sẽ tặng thêm đầu thứ hai nữa. Thì cô chú cũng bình thường sử dụng bình thường thôi. Ấn nhẹ nhàng vào đây. Đó, lấy ra. Đó ha. Rồi. Một đầu gắn vào súng này. Đấy, một đầu gắn vào súng nha. Rồi, đầu này mình vẫn sử dụng như hồi nãy luôn. Gắn vào đây. Rồi, bắn cái này lại. Bắn chặt lại. Xong rồi ấn nhẹ vào đây. Đây. Thì xuống ấn vào phát. Ok, là thành hai đầu nối nhanh. Đây ạ, hai đầu, một đầu, hai đầu. Thì sử dụng hai đầu nối nhanh này, cô chú anh chị có lôi dây đi khắp mọi miền Tổ quốc thì nó không bị rối dây nhá. Đây không bị rối dây nha. Không bị rối dây. Đó là cái lợi hại, cái lợi rất là tuyệt vời của cái đầu nối nhanh này. Đã sử dụng rất là thuận tiện và nhanh. Rồi, đó là đơn giản vậy thôi. Và đây là cái đầu nối súng. Thì mà khi mà cô chú anh chị là nhận được tặng được một cái phần quà này á thì đây tháo ra, tháo đầu vàng này ra. Rồi gắn cái này đầu vào cho em ạ. Đấy, thì mình sẽ tạo một cái súng nó dài hơn thì nó sẽ có lực, thì nó về vậy thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho mình cảm giác nó sẽ lực hơn nhiều, nhưng mà thực chất là nó là cũng lực ra nó vậy thôi. Rồi, đó là cái đầu đối súng nó dài ra đây. Và đặc biệt trong này nó sẽ có một cái bình tạo bọt tiết. Đây ạ. Bình tạo bọt tiết thì nó sẽ có một cái răng kết quang. Đây. Cái này rất là quan trọng. Đấy, cô chú gắn vào đây cho em này. Đây. Gắn vào đây. Được chưa? Để cho nó làm nó kín. Nó kín để khi nó tạo cái bọt tiết ấy, nó sẽ ra mạnh hơn. Và mình để cái chế độ xòe ra thì mình sẽ bỏ xà bông vào đây và mình sẽ tạo bọt tiết nó rất là mạnh. Đó. Được chưa? Và khi nào mà mình sử dụng xong rồi thì mình ấn nó ra thôi. Ấn cái lẩy một cái là đây, là nó ra. Đó là nó ra. Rồi xong. Thì như vậy thì nó rất đơn giản thôi. Còn cái đầu này là đầu, còn cái này á, là mình tặng theo cái dây dài 8m. Thì khi mà cô chú muốn sử dụng 12m thì nó đã có sẵn rồi. Muốn sử dụng thành 20m thì mình nối thêm. Mình nối thêm thì mình rất là cũng là đơn giản thôi. Đây ạ, mình tháo này ra nhá. Đây, tháo này ra này. Đó, mình bỏ cái đầu nối này vào. Xong chưa? Rồi. Đấy, một đầu này mình nối vào đây. Đó, thì nó mình một vào đây này. Rồi, sẽ mình vặn nó lại. Ok, là mình xài dây 20m, nó đơn giản vậy thôi. Thì như vậy trong cái chương trình hôm nay thì mình cũng vừa rồi thì mình giới thiệu đủ rồi, mình là test máy rồi. Và hôm nay thì cũng không có gì thay đổi cả. Giá sản phẩm thì mình bán là 1.900.000. Giá 1 triệu chính bao ship và tặng đến 5 phần quà. Thì hôm nay nó có một cái sự thay đổi nhanh nhất, đó là cô chú có thể là
lựa chọn 2 trong 1, có thể là lựa chọn thêm một phần quà dây 8m hoặc là 12m thì nó dư rồi, thì mình không lấy dây thì mình có thể là lấy hộp đựng đồ nghề của bên mình. Đó là những cái phần quà mà mình dành tặng cho cô chú anh chị trong cái chương trình hôm nay. Thì như vậy thì hôm nay là cũng là như vậy là mình là review lại cái sản phẩm máy rửa xe BOSS của Nhật với một cái mức giá không thay đổi 1.900.000, miễn phí ship giao hàng toàn quốc, cô chú anh chị được quyền kiểm tra, được quyền nhét máy trước khi nhận hàng. Thì như vậy thì hôm nay mình cũng đã review và giới thiệu rất kỹ và hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị sử dụng cái như vậy là sử dụng cái máy rửa xe BOSS Nhật này. Như vậy là mình sẽ kết thúc video đây, và cuối cùng thì mình xin được chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ mình và đã mua hàng của bên mình trong cái thời gian vừa rồi. Thì như vậy thì hôm nay mình xin khép lại hôm nay, và ngay bây giờ thì cô chú anh chị thấy có nhu cầu thì hãy liên hệ máy xây dựng của Lê Minh, số điện thoại trên màn hình, và mình xin được kính chào và gặp lại cô chú những anh chị ở những video lần sau. Và mong muốn là cô chú anh chị đang xem video thì hãy cho mình xin một like, xuống đăng ký kênh để ủng hộ mình những video lần sau.